Lâm Khánh Chi cho biết hiện sức khỏe cô rất hạn chế, giọng nói yếu vì phẫu thuật dây thanh quản. Cô cho biết nếu may mắn thì hát tiếp, còn không cũng xin khép lại sự nghiệp và xem đó như một ký ức đẹp. Nữ ca sĩ cũng mong sẽ tìm được hạnh phúc mới sau gần 2 năm chia tay chồng cũ. Tại vòng chung kết Đạp Gió 2023, Chipu đứng thứ 6 chung cuộc, thành công ghi tên vào nhóm nhạc gồm loạt sao nữ đình đám như Cung Lâm La, Giả Tịnh Văn. Người đẹp dự định hoạt động song song ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Sau thời gian tập trung kinh doanh, diễn viên Dương Cẩm Linh cho biết đã sẵn sàng trở lại với nghệ thuật sau biến cố. Trước đó, thông tin về biến cố của Dương Cẩm Linh khiến người hâm mộ xót xa. Từng có thời điểm nữ diễn viên trắng tay, thậm chí là đối diện với số nợ khủng. Hồ Ngọc Hà chia sẻ, cô cùng ekip đã nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới tại Đại nhạc hội A-Wonder, nhằm đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho khán giả, đồng thời không bị chênh lệch so với Cherry Pop. Sĩ Luân khẳng định anh hoạt động nghệ thuật vì đam mê, không có ham muốn tranh giành vị trí. Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào năm 2009, Sĩ Luân như thay đổi thành một con người khác. Anh có nhiều năng lượng tích cực, lạc quan và luôn sống hết mình cho những dự định, ước mơ đang ấp ủ. Dàn mỹ nhân vũ trụ Đài truyền hình Việt Nam diện đồ hồng, đen gợi cảm đi ăn cùng nhau.